Chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Lukaki Family, cuộc sống Hà Lan của mẹ Ù. Thì bây giờ mình sẽ làm một clip giới thiệu về cái mâm trái cây của mình đây trong nhà mình, và mình sẽ ăn một cái bữa ăn xế đầy vitamin của mình như thế nào nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn trong mâm trái cây của mình. Khác với bên Việt Nam thì thường thường trái cây thì cóc xoài, ổi này nọ, mình rất là muốn những ăn những trái đó, nhưng bây giờ mình không có, thì thay vào đó mình có thơm, có chuối, có hai loại táo. Một loại táo là táo này là gọi là táo kanji, còn đây là táo junami. Hay là táo khác nhau nè, kích thước nó cũng khác nhau, độ giòn nó cũng khác nhau nữa. Rồi mình cũng có bơ và cam, đó là trong cái mâm này. Và bên cạnh đó mình có cherry. Và đây mình cũng xin giới thiệu với các bạn đây một trái này để mình khui nha. Cái này là trái ở Việt Nam mình gọi là trái mâm xôi ấy. Nó có màu đen và rất là mềm. Thường thường á, trong siêu thị mà đóng gói như vậy đã rửa qua rồi nên mình không cần rửa lại. Bây giờ bữa vitamin mình muốn nói đây là mình sẽ ăn da ua. Đây là một hũ da ua, có 3% chất béo thôi ấy. Cái hũ da ua này là 1 lít mà không có đường, bởi vì không có đường rất là khó ăn không có ngon miệng như là da ua có đường. Thì mình sẽ cho topping là mấy cái loại trái cây vào. Và hôm nay mình sẽ ăn một tô sữa chua. Các bạn nhìn này, sữa chua rất là mịn. Wow, mình đổ ra hết cái này chắc gần hết 1 lít luôn đấy. Đây, thì mình sẽ cho những cái trái này vào, topping mình ăn kèm. Mấy trái này nó rất là mau hư, thường đợi trong hộp đây là đã rửa rồi, mình mà rửa lại nữa là nó sẽ bị dập đấy các bạn ạ. Trái mâm xôi này rất là nhiều chất dinh dưỡng. Một hộp, và hộp thứ hai, một hộp là có 125 g. Và trái này không để được lâu nên bây giờ mình ăn chắc 200 g quá cho đầy cái hộp. Cái này hết chỗ để nhét rồi. Đây, tô da ua mâm xôi của mẹ Ù. Bây giờ các bạn cũng ăn với mình nha. Vì da ua không rất là chán nên mình ăn chung với chán mâm xôi. Mời cả nhà. Rất là béo. Chán mâm xôi này á, nó không có ngọt, nó chua chua nữa. Nó ăn kèm cho có vị với là cái chất béo của sữa chua không đường thì rất là ngon. Sữa chua rất là tốt, rất là đẹp da. Mình chia sẻ xem thêm là tại sao nhà mình lúc nào cũng có rất là nhiều loại trái cây. Bởi vì á, theo một tin tức mình đọc trên mạng, mình cũng không biết chính xác không, là mỗi ngày các bạn ăn từ 3 đến 5 loại trái cây để mà cung cấp cho vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Do đó hàng ngày á, mỗi ngày mình ăn một trái táo, một trái cam buổi sáng. Những trái còn lại là ăn lúc nào vui miệng. Mình chia sẻ thêm là bên cạnh những trái cây tươi á, mình có thì mình cũng có những trái cây khô. Ví dụ như là đây là trái chà là khô này. Tại vì trái chà là tươi mình kiếm không được, thì đây là trái chà là khô các bạn thấy không? Đóng hộp như thế này. Và bên này là trái apricot, là trái mơ. Không, đây là trái mơ. Trái mơ khô, trái này tươi mình cũng không thấy nên mình ăn 2 trái khô. Thì như vậy là một ngày có khi mình ăn còn hơn là 5 loại trái cây nữa. trộn lên thì nó không thấy màu. Rồi bây giờ mình ăn nha. Mình dừng video của mình tại đây nha. Hy vọng các bạn thích video này của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Nếu các bạn cũng thích trái cây như mình thì hãy comment để mình biết nha. Chào.